Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị nam nữ Phật tử tín chúng xa gần. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay Tâm Đức có nhận được một thư vấn đáp Phật Pháp của một vị thiện tín ở khu vực An Giang. Cô gửi về với nội dung câu hỏi như sau: tức là hiện tại cô thường đi chùa lễ Phật tụng kinh, giác ngộ và đã quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới. Nhưng cô bảo rằng trong ngũ giới thì giới thứ nhất có đề cập đến việc không sát sanh. Nhưng nay con còn buôn bán thức ăn mặn. Thức ăn mặn này thì không có nói rõ, nhưng mà đại khái có thể là một món ăn nào đó, hoặc là một tiệm bán thức ăn, nhưng là những đồ ăn mặn cho tất cả các bà con ở khu vực. Như vậy thì cô mới bảo rằng điều đó không biết là có mang tội sát sanh hay không. Xin thưa tất cả các vị, để trả lời cho câu hỏi này thì các vị phải cần biết rằng trong đạo Phật của chúng ta, Đức Thế Tôn đã giảng dạy tất cả các cái nền tảng giáo lý thuộc về ba tạng, đó là kinh, là luật, là luận. Kinh tức là lời dạy trực tiếp từ kim khẩu của Đức Phật, trực tiếp từ kim khẩu của thánh đệ tử vào thời Đức Phật. Luận là những giáo nghĩa để giải bài ý tứ của kinh văn, tức là xuất phát từ những vị tổ sư sau thời Phật. Và luật tức là những giới điều, luật nghi cho tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Tại sao quý vị cần phải biết điều này? Bởi vì khi chúng ta phát biểu một cái điều gì đó là do tuyên ngôn của Đức Phật nói, hoặc là những việc nên làm hay nên làm, không nên làm của người Phật tử, thì cần phải y cứ vào ba nền tảng kinh, luật, luận. Bởi lẽ trong cuộc sống, chúng ta hay nói về những điều nên và không nên theo cảm tính của mình. Thế nào là cảm tính? Cảm tính là do sự đặc để của môi trường, điều kiện xã hội, khách quan cuộc sống, do lối sống của địa phương, bản địa ở nơi đó qua một thời gian lâu xa, và người ta nhìn nhận về Phật giáo như thế, cảm tính như thế, nghĩ là như thế. Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ, nhưng cơ sở phải y cứ vào nơi đâu? Giả dụ như chúng ta nói, khi cô này bán thức ăn mặn, chúng ta bảo rằng cô là người Phật tử, không nên bán thức ăn mặn như vậy. Nhưng chúng ta dựa vào nền tảng nào để chúng ta nói điều đó? Bởi lẽ trong năm giới của người Phật tử tại gia thì không có giới cấm làm thức ăn, ăn mặn thưa các vị. Mà Đức Phật từng dạy trong Khế Kinh là có năm điều mà người cư sĩ tại gia không nên làm. Năm cái nghề đó, điều thứ nhất gọi là nghề đồ tể, sát hại sanh mạng chúng sanh. Thứ hai là buôn bán sắc gái. Thứ ba là buôn bán vũ khí. Thứ tư là buôn bán thuốc độc. Và thứ năm là buôn bán rượu, thưa các vị. Như vậy thì kể cả năm giới của người Phật tử tại gia, thứ nhất không sát sanh, thứ hai không trộm cắp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không nói dối và thứ năm không uống rượu. Cho đến năm ngành nghề mà Đức Phật khuyên người Phật tử cũng không nên làm, thì cả 10 điều này không có điều nào là cấm chúng ta gọi là hành nghề buôn bán thức ăn mặn cả. Đức Phật chỉ có hai điều mà chúng ta cần lưu ý như vừa nêu trên. Một là không sát hại sanh mạng chúng sanh, và hai là không làm nghề đồ tể, tức nghĩa là trực tiếp sát hại sanh mạng chúng sanh. Đó là hai cái nghề mà chúng ta cần phải lưu ý, hai điều chúng ta cần phải quan tâm. Như vậy, trong tình huống này, riêng quan điểm của Tâm Đức cho rằng điều này không có mang tội lỗi về giới điều. Tuy nhiên, nói về tinh thần của Bồ Tát Đạo thì có một lời khuyên, đó là người Phật tử, nếu chúng ta đủ điều kiện thì cũng đừng nên bán thức ăn mặn và có thể chuyển sang bán thức ăn chay. Đây là lời khuyên. Bởi vì sao? Bởi vì nó thuộc về tinh thần của Bồ Tát Đạo là thương yêu mạng sống của chúng sanh. Còn nếu mà nói về giới trong luật nghi của năm giới người Phật tử tại gia thì điều này không hề phạm giới, thưa các vị. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó như thế này các vị à. Nó tương tự như trường hợp của một cái cô Phật tử ở khu vực Cà Mau. Cô từng đến bạch hỏi với sư ông Thanh Từ ở thiền viện Trúc Lâm. Cô hỏi như thế này:
Hiện bây giờ con đang làm nghề nuôi những vuông tôm. Thế thì nghề bán tôm này có mang tội sát sanh hay không? Bởi vì đang đương con không trực tiếp gọi là giết các cái con tôm này, nhưng sau khi nó được bán đi sẽ được người ta ăn uống tiêu thụ. Như vậy thì có phạm tội sát sanh hay không? Xin thưa toàn thể các vị, như vậy thì chúng ta nói là có cũng không được, mà không cũng không xong. Bởi sao vậy? Bởi vì nếu chúng ta nói có thì đương nhiên cô phải bắt buộc đổi nghề. Nhưng mà mấy đời nhà cô đã làm cái nghề nuôi cái vuông tôm này thì không thể nào đổi trong một sớm một chiều được. Và ngược lại chúng ta nói không thì tinh thần của người Phật tử gọi là bán mạng chúng sanh, thì nếu như có thể đổi nghề cũng nên đổi. Tuy nhiên lúc bấy giờ sư ông mới giải thích và nói một câu rất ngắn gọn. Sư ông nói rằng không hề phạm tội sát sanh. Bởi chúng ta nói phải có y cứ. Sát sanh là nó rơi vào ba tình huống. Thứ nhất là tự tay mình giết. Thứ hai là bảo người khác giết. Và thứ ba là thấy sự giết chóc mà sanh tâm vui mừng. Thì ba tâm thái này mới tạo thành nghiệp sát để lãnh lấy quả báo sát sanh ở đời vị lai. Như vậy thì trong tình huống này, nuôi vuông tôm hay là bán thức ăn mặn, đó là một nhu cầu bình thường trong cuộc sống, là một ngành nghề như bao ngành nghề khác chúng ta làm để mưu sinh vì đồng tiền chính đáng, thì ở đây nó không quá là mang tính chất tội lỗi. Tuy nhiên nếu như chúng ta làm phát triển một số lượng lớn trực tiếp sát hại sanh mạng chúng sanh và cho đến là mưu cầu có sự chết chóc của chúng sanh để có đồng tiền cho mình, thì lúc bấy giờ cái tâm sát dần dần nó khởi lên. Thế thì tóm tắt lại cho các vị dễ hiểu như sau. Trong tất cả các bản kinh Phật, các vị lưu ý, nhiều lần Tâm Đức đã từng giải thích với các vị, chư Phật ba đời không bao giờ dùng hai từ đúng và sai, mà chư Phật chỉ dạy cho chúng ta nhân này nó ra quả này, nhân ác ra quả ác, nhân xấu ra quả xấu, nghiệp trắng thì sẽ tạo ra quả trắng, nghiệp đen tạo ra quả đen, nghiệp không trắng không đen tạo ra quả không đen không trắng, nghiệp vừa trắng vừa đen tạo ra quả vừa đen vừa trắng. Thế thì các vị thấy rằng chư Phật chỉ giảng dạy chúng ta trên tinh thần nhân quả, còn làm hay không thì tự chúng ta phải cân nhắc. Như vậy thì đối với tình huống câu hỏi của những cô Phật tử vừa nêu đó, thì Tâm Đức mới trả lời rằng nếu nói về tinh thần phạm giới thì điều này hoàn toàn không có phạm giới. Nhưng mà để nuôi sống thân tâm mang tính chất thanh lương và giải thoát ở lâu dài, với phương diện ta là người Phật tử và hành trì tu tập, thì chúng ta hãy cố gắng sám hối. Nhờ phương pháp sám hối và tàm quý đối với những việc hiện nay ngành nghề bắt buộc con phải làm bất khả kháng tạm thời, thì rồi trong vị lai sẽ nhẹ nhàng có những duyên, các vị sẽ chuyển lần lần. Chứ còn đối với việc tu học Phật thì việc chuyển nghiệp còn đợi một cái quá trình thời gian, chứ không thể nào hôm nay chúng ta nói ta là người Phật tử rồi đang bán quán ăn mặn, thế thì thọ giới ngày trước ngày sau đổi liền ngành nghề, hoặc là gia đình nó mấy đời nuôi vuông tôm rồi thọ giới làm người Phật tử ngày trước ngày sau đổi liền ngành nghề, thì không ai đảm bảo cho điều kiện kinh tế một cách vững chắc cả. Điều này các vị cần phải lưu ý. Thế thì các vị tự có câu trả lời đối với sự giải thích của tôi, sẽ đem đến cho các vị những cái tri kiến đúng đắn, nhìn nhận về cái tinh thần giáo lý của Đức Phật. Đức Phật không hề có một cái sự áp đặt giáo điều là chúng ta phải làm như vậy khi chúng ta là người Phật tử, mà Đức Phật từ bi nói những con đường thanh lương và giải thoát, và Đức Phật dùng từ là nên các vị à. Và Đức Phật khuyên bảo chúng ta với một tâm từ thật sự, ví như là một cái đứa con đang chơi đùa nghịch ngợm ở trong đống bùn, thì người cha người mẹ ân cần bảo khuyên đứa con này, con ơi cần nên ra khỏi cái vũng bùn đó, chứ không có cách nào gọi là bắt ép và giục tay đứa con khi nó vẫn còn ham muốn chơi đùa. Cũng như vậy, nghiệp báo của chúng sanh là do chúng ta đã tạo nhân từ vô lượng kiếp, vì vô minh trong ba cõi sáu đường mà luân hồi sanh tử để cho có quả báo ngày hôm nay.
Tất cả nhân duyên túc trái và hành động của chúng ta được quân tập mà theo kinh văn miêu tả là tối thiểu 500 kiếp, chứ không phải là một kiếp, hai kiếp, cho đến có những thâm áo nghiệp cùng cực mà phải quân tập từ đại kiếp hoặc A Tăng Kỳ kiếp. Thì các vị thấy rằng việc thay đổi nghiệp tánh của chúng ta trong một đời một kiếp e rằng rất khó. Từ chuyện chúng ta biết cái lý thuyết tu tập cho đến cái việc thực hành, cái việc thay đổi nghiệp của mình còn cần phải một khoảng thời gian lâu xa, có sự công phu bái sám và có sự sám hối chuyển hóa ngay trong chính tâm thức của mình là trước tiên. Khi tâm thức chuyển hóa rồi, có năng lượng từ bi yêu thương rồi, có sự nhìn nhận đúng đắn rồi, đi trên con đường của chư Phật rồi, thì các vị không cần đến để mà hỏi tôi những câu hỏi nên hay không nên, mà tự bản thân của các vị sẽ biết đâu là thiện nghiệp, lối lành để các vị tiến bước trên cái con đường hạnh nghiệp tu tập của mình. Dầu cho người ta có cầm tay hay bắt ép các vị tiến hành những nghiệp ác, nhưng tôi nay là người Phật tử thì ngay trong tâm tư các vị cũng có một cái sự rây rứt và không có thể nào để tiến hành cái nghiệp đó cho đến tạo thành cái sự tác ý dẫn đến sự viên mãn nghiệp để cho ra cái quả ở đời vị lai. Như vậy thì điều cái lời khuyên một cách tận tình nơi bản thân của Tâm Đức đó là các vị phải hiểu được những cái lý thuyết. Và khi chúng ta quyết định làm một cái chuyện gì hay là không làm một cái việc gì đó, thì Tâm Đức nhắc lại một lần nữa, chư Phật không dùng từ đúng và sai, mà chúng ta hãy tự hỏi bản thân của chúng ta, khi làm cái việc đó sẽ đem đến quả báo gì? Đây là các vị cần phải lưu tâm. Chúng ta làm một cái việc và chúng ta đem đến cái quả báo gì? An lạc, hạnh phúc hay giải thoát? Giải thoát ở mức độ nào? Ví dụ ta biết cái việc đó là việc sai, nhưng mà trong chừng mực điều kiện cụ thể lúc bấy giờ chưa có khả năng chuyển hoàn toàn trong một sớm một chiều, chúng ta làm một cái chuyện phan duyên, nghịch ý trái lòng trong một sớm một chiều, thì e rằng chúng ta không đủ sức, không đủ lực chúng ta thay đổi cái nghiệp của mình, ngược lại chúng ta nhận lấy khổ đau. Tôi nói ví dụ như một gia đình Phật tử ở khu vực miền Trung đã có sự thọ trì ngũ giới tam quy và nghe qua những lời giảng pháp, đọc được những kinh văn. Anh ta đã có một khoảng thời gian lâu xa là làm nghề buôn bán nhà hàng, những cái sản phẩm con vật tiêu thụ mạng sống của nó một cách rất là man rợ. Ví dụ như là anh ta tiêu thụ con gà, con vịt, cắt nó một cách gọi là dần dần chứ không kết liễu liền. Hoặc thí dụ như là con rùa hay là những cái loài động vật, anh ta cắt từng cái bộ phận chi phần trên cơ thể, vì nếu cắt liền thì thịt nó thối rữa, nó chết mất không ngon. Ăn phần nào cắt phần đó, gây sự đau đớn cho con vật. Rồi sau khi anh ta biết tu học Phật rồi, thì anh ta quán chiếu và bỏ cái nghề đó, thậm chí là đóng cửa nhà hàng của mình. Nhưng mà cái quả đầu tiên anh ta phải lãnh đó là gì? Đó chính là anh ta phải rơi vào cái túng quẫn kinh tế một thời gian ban đầu. Nhưng mà theo sự chỉ dẫn của chúng tôi thì anh ta cũng cố gắng kiên trì và giữ vững cái chí nguyện gọi là tu hành cho đến không phạm lại nghiệp sát. Thì dần dần anh ta thay đổi cái nghề nghiệp của mình và tìm đến một định hướng tương lai tốt hơn. Đó là các vị cần lưu ý. Khi mà chúng ta quyết định chuyển nghiệp của mình, khi ý thức ta là người Phật tử, thì các vị đồng nghĩa phải đủ lực để trả quả cho những nhân trước đó đã gieo. Còn chuyện tu tập hiện tại là nhân hiện tại, quả sẽ lãnh ở đời vị lai. Hai điều này không được đánh đồng. Đôi khi chúng ta vừa mới chuyển nghiệp thì chúng ta phải trả những cái quả do đời trước chúng ta gieo, rồi chúng ta đổ thừa tại sao tu mà không có an lạc. Có chuyện tu hôm nay an lạc ở vị lai, còn quả trước đã gieo từ nhân thì hôm nay chúng ta phải nhận. Đó là điều các vị cần phải lưu tâm. Vì vậy cho nên tôi mạn phép không có một cái câu trả lời cụ thể cho câu hỏi này, là các vị cần phải tiếp tục cái ngành nghề của mình hay là các vị không tiếp tục ngành nghề của mình, mà tự do các vị cân nhắc trong cái khả năng của chúng ta tu tập, cái phần gọi là nỗ lực công phu của mình đủ sức đến đâu,
để thay đổi chính đường đi lối về nghiệp báo của chúng ta. Lời cuối cùng tôi lặp lại một lần nữa, chúng ta đừng đặt những câu hỏi là con làm việc đó đúng hay sai, mà các vị hãy nên tư duy là nên hay không nên, làm việc đó sẽ đem đến cái quả báo gì, an lạc, hạnh phúc hay khổ đau, đọa lạc. Đó là những điều tư duy đúng đắn mà chúng ta cần nên như lý tác ý trong tâm tư của một người Phật tử. Chúc cho toàn thể các vị quán chiếu một cách rõ ràng để chúng ta quyết định và minh định trên con đường đi lối về của chúng ta, luân hồi sanh tử sẽ gặt hái được nhiều an vui hạnh phúc, xa lìa mọi khổ đau ách nạn. Chúc cho các vị thành công viên mãn. A Di Đà Phật. Kính gửi lời chào đến toàn thể tất cả quý vị nam nữ Phật tử tín chúng xa gần. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi lại nhận được một câu hỏi của chư vị thiện tín đồng tu. Quý vị gửi về hộp thư vấn đáp Phật Pháp với nội dung như sau: hiện thời có một vị U Bà Tắc, tức là một vị cư sĩ nam, đang thực hành công tác là một bác sĩ thú y, và anh có nhiệm vụ là phải đi khám cho những chú heo ở những trại chăn nuôi. Và nghề bác sĩ thú y của anh, ngoài việc chăm sóc cho những chú heo, còn phải nghiên cứu những loại vaccine mới để phòng ngừa dịch bệnh. Trong đó thì anh ta mới bảo rằng là khi tiến hành một loại vaccine thử nghiệm thì không thể gọi là tiêm liền cho những chú heo, mà phải dùng một con vật để thử nghiệm, thì một con heo thế thân đó sẽ có thể là hợp với thuốc để chữa bệnh một cách kịp thời, cũng có thể là kháng thuốc đối chọi cho đến là hủy diệt thân mạng của mình. Xin thưa tất cả các vị, anh vô cùng băn khoăn và lo lắng, không biết cái việc làm của mình có mang đến cái nghiệp sát hay không. Đối với câu hỏi của anh là một câu hỏi mang tính chất ứng dụng Phật học. Trước đó chúng tôi cũng đã nhận được nhiều câu hỏi tương tự. Như có lần một vị thiện tín cũng trong giai đoạn thực hành nghề nghiên cứu những loại vaccine, nhưng mà anh ta là nghiên cứu vaccine để ngừa cho chính con người. Và những loại vaccine thì không thể nào mà có thể tiêm liền cho loài người được, mà phải thử nghiệm trên loài vật, thì có thể là một con chuột hoặc là một chú thỏ nào đó. Nhưng đôi khi những loại vaccine không phù hợp cũng có thể gây đến thương vong và tổn mạng cho những loài vật đó. Xin thưa các vị, câu hỏi này thì tôi cũng đánh đồng nó chung một cách trả lời với tình huống của một vị thiện tín Phật tử làm trong công tác của những cơ quan điều tra. Thì anh ta mới bảo rằng là công việc của con thường ngày là phải hỏi cung những cái người tội phạm. Nhưng mà những người tội phạm thì đang đương không thể nào trả lời một cách thành thật, nhanh chóng, mà phải có những nghiệp vụ chuyên môn để đem đến những lời khai chính xác, cho ra những bản án thực thi một cách gọi là minh mẫn nhất. Thì xin thưa toàn thể các vị, anh ta mới bảo rằng nay con đã quy y và thọ trì năm giới, cho nên con muốn đổi nghề vì công việc hiện tại không phù hợp với đức tính của một người Phật tử. Xin thưa toàn thể các vị, vừa nghe qua những câu hỏi này, chúng tôi mang một tâm trạng hết sức đồng cảm, tinh thần từ bi, bác ái và động lòng cho những hoàn cảnh gọi là cố gắng tu tập của những vị thiện tín này, nhưng mang những cái chướng duyên nghịch cảnh trong cuộc sống phải vào trong những ngành nghề này. Tuy nhiên, chúng ta không thể vội vàng mặc định nhận xét là những công việc này là sát sanh, là tổn não, xúc hại đến tất cả những chúng sanh, mà chúng ta phải tự đặt một câu hỏi. Đó là những công việc hết sức thiết yếu trong cuộc sống. Nếu như những người thiện tín này không thực thi thì ai sẽ thực thi? Nếu chúng ta nói chúng ta là người Phật tử tu tập, chúng ta trốn tránh những công việc này, thì rồi sẽ có những người khác thế vào chỗ làm của chúng ta. Chúng ta trốn tránh tội lỗi thì lại nhường cái tội lỗi đó cho người khác chăng? Thế thì tâm đức mới cho một lời khuyên,
với những vị thiện tín thực hành những công tác như là nghiên cứu vaccine, thử trên loài vật, những bác sĩ, y tá trong công tác là phá thai, rồi những cái anh trong cái công tác là nghiệp vụ chuyên môn mang đến sự xúc não của người để đem đến những cái lời khai chân thật từ những cái người tội nhân. Điều chung một câu trả lời đó chính là chúng ta muốn châu viên hoàn mãn các công việc này thì càng phải tu gấp bội. Vì nếu chúng ta trốn tránh trách nhiệm để chừa cho người khác, nhưng đang đương nếu người vào trong vị trí này mà thiếu sự tu tập thì chẳng những tinh thần xúc não của chúng sanh không được thực hành với tâm từ bi Bồ Tát, mà ngược lại còn không biết chuyển hóa thân tâm, lại càng phát triển cái ác nghiệp của mình. Cho nên trong những cái nghiệp vụ chuyên môn này, vị trí này, ngành nghề này, hơn hết đòi hỏi là những người có tu. Nếu không muốn nói rằng những vị này phải là những vị mang tinh thần Bồ Tát cứu khổ độ sanh và tái sanh ở trong cuộc đời để thực thi những ngành nghề vừa nêu một cách châu viên hoàn mãn nhất. Khi chúng ta giết hại sanh mạng của một chúng sanh, không vì tâm sát thương, không vì tâm vui vẻ, không vì tâm hiếu sát, mà ngược lại là chúng ta mong cầu đến sự an vui, hạnh phúc cho hàng vạn loài sanh linh còn lại. Khi chúng ta tiến hành những nghiệp vụ chuyên môn mà đòi hỏi có một cái sự xúc não người thì không phải nơi cái tâm tra tấn, nơi cái tâm tùy hỷ với cái sự gọi là sát thương đến thân tâm của người, mà chúng ta cần phải cầu nơi cái nghiệp vụ chuyên môn của chúng ta được châu viên hoàn mãn để đem đến hạnh phúc và an vui cho số đông mọi người. Vì vậy, cho nên chúng tôi cũng đã nhiều lần nêu lên câu chuyện trong tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà các vị đã từng nghe qua trong các bài giảng được nêu ra trong Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Đó là trong một kiếp quá khứ. Các vị nhớ rằng lúc bấy giờ tiền thân của Đức Phật là một anh thanh niên dự vào trong hàng thương buôn 500 người cùng đi trên một cái chuyến buôn hàng. Thì có một cái người bạn thân mới đến báo tin cho anh ta là tối đêm nay 500 người ăn cướp sẽ dự tính là đến đây để sát hại 500 người thương buôn này mà cướp hết tất cả các tài sản mang theo. Vì vậy, lúc bấy giờ anh thanh niên vô cùng đắn đo. Nếu như chúng ta báo tin cho 500 người thương buôn này để tìm cách tẩu thoát thì 500 người thương buôn này nhất định phải giết cái người bạn thân đến báo tin, bởi vì nếu không giết thì anh ta sẽ quay về báo lại cho 500 người ăn cướp biết, cũng không xong cái chuyện. Và nếu như anh ta không báo cho 500 người thương buôn này tẩu thoát thì người bạn của anh đến báo tin cũng sẽ quay trở về và loan tin tối đêm nay 500 người ăn cướp sẽ đến và sát hại sanh mạng. Vì vậy, cho nên sau một khoảng thời gian đắn đo thì anh thanh niên quyết định giết người bạn thân của mình. Bởi vì sao vậy? Bởi vì anh mới khởi cái tâm Bồ Tát Đạo. Anh mới nói như thế này: nếu như tôi giết người bạn thân của mình thì chỉ một mình anh thọ lấy nghiệp sát, một mình anh đọa vào trong địa ngục. Chứ còn nếu như anh không tiến hành cái nghiệp sát này thì 500 người ăn cướp sẽ giết chết 500 người thương buôn, hoặc 500 người thương buôn sẽ tìm cách giết hại cái người đến báo tin, thì 1.000 người đó sẽ có nguy cơ đọa địa ngục. Vì tinh thần Bồ Tát Đạo mà tiền thân của Đức Phật đã giết chết người bạn thân của mình để cứu cái sanh mạng cho đến cái nghiệp sát của 1.000 người thoát được khỏi khổ đau của địa ngục. Và cuối cùng thì cái người thanh niên này, tức là tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, cũng phải đọa địa ngục. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là các vị biết rằng là Đề Bà Đạt Đa xô đá đè Phật 500 kiếp đã tìm cách quỷ bán và phá Phật, nhưng cuối cùng trong hội Pháp Hoa Đức Phật lại xưng tán và ấn chứng cho Ngài là một vị tương lai hóa sanh, một vị Phật trong đời vị lai để hóa độ chúng sanh. Và Ngài cũng bảo rằng Đề Bà Đạt Đa là duyên lành
để cho ta được nghe kinh Pháp Hoa từ vô lượng kiếp trước. Tinh thần đại thừa cho Đề Bà Đạt Đa là một vị Bồ Tát nghịch hạnh hiện thân trong cuộc đời để hiện ra những cái hạnh trái ý không vừa lòng với Đức Bổn Sư, nhưng ngược lại nơi cái hạnh trái ý không vừa lòng này giúp cho Ngài thăng hoa và thành tựu đạo Pháp. Nhưng cuối cùng, dầu cho thuận hạnh hay nghịch hạnh cũng không tránh được cái tinh thần nhân quả mà Ngài phải đọa vào trong địa ngục A Tỳ. Đến lúc đó, phân thân của Ngài A Nan nhập định và xuống ngục A Tỳ để thăm hỏi. Ngài A Nan mới hỏi rằng: Tôn giả thọ thân nơi địa ngục có cảm thấy đau khổ không? Lúc bấy giờ Ngài Đề Bà Đạt Đa mới trả lời: Thân ta tuy đọa địa ngục nhưng tâm thơi thới như ở cung trời đau lợi. Qua hai mẫu chuyện Phật giáo đó, ta quán chiếu rằng để đem đến một cái hạnh phúc an lạc cho chúng sanh thì không chỉ có thuận hạnh Bồ Tát chỉ ra đường đi lối về từ bi an vui hạnh phúc, mà đôi khi còn phải có những nghịch hạnh Bồ Tát ra tay sát hại sanh mạng chúng sanh, cho đến xúc não chúng sanh, thậm chí là làm thân Phật ra máu. Nhưng mà tuyệt nhiên tâm của quý Ngài luôn hướng đến cái tinh thần giải thoát đối với chúng sanh. Giống như người cha, người mẹ thấy đứa con đang chơi trong bụng lầy dơ bẩn, người cha, người mẹ muốn cứu đứa con trong bụng lầy đó thì không chỉ bằng tiếng kêu mời gọi ở bên ngoài, mà người cha, người mẹ vào tận trong cái vũng lầy đó để cứu đứa con ra. Sau khi vào trong vũng lầy đó thì người cha, người mẹ cũng bị lấm bẩn dính dơ. Thì cái lấm bẩn dính dơ này của người cha, người mẹ không phải bị vô minh, không phải bị nghiệp thức, mà muốn chơi ở trong cái nơi dơ bẩn, mà người cha, người mẹ vì cái tâm cứu con thơ trẻ dại. Vì vậy cho nên chư Phật Bồ Tát vào trong cuộc đời để cứu chúng sanh cũng phải cộng nghiệp với chúng sanh, rồi cũng phải đọa trong địa ngục. Nhưng tâm tư của quý Ngài đã tu tập từ vô lượng kiếp, dầu cho thân có ở địa ngục nhưng tâm vẫn thơi thới như ở trên tất cả các cái tầng trời du hóa trong ba cõi, vì cái tâm cứu chúng sanh quý Ngài rất vui mừng thành tựu đạo nghiệp của mình. Cho nên trong kinh văn cũng thường miêu tả đến hình ảnh của Đức Địa Tạng Bồ Tát, mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni từng quyền ký một câu, đó là hạnh nguyện của Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc còn có lúc hoàn mãn, nhưng hạnh nguyện của Ngài Địa Tạng thì không bao giờ hoàn mãn. Vì sao? Vì chúng sanh nghiệp khổ lẫy lừng, nếu cứu hết chúng sanh, tất cả đã là Phật, thì Phật và Phật thì không có Phật và chúng sanh. Bởi có Phật nên mới có chúng sanh nên mới có Phật. Vì sao phải cứu chúng sanh, giải thoát để tu tập thành Phật? Vì nghiệp khổ ba đời của chúng sanh chìm đắm, trôi lăn trong sáu cõi, khó lòng mà trong một giờ một kiếp có thể đổi thay. Cũng như vậy, chúng ta tiến hành những công tác hạnh nguyện trong cuộc sống, như là chế những loại vaccine, hay là những công việc mà chúng ta được giao phó cho những công việc mà liên quan đến sự sát hại sanh mạng của chúng sanh, sự xúc não chúng sanh. Các vị phải tư duy, đây là công việc được giao phó, chứ chúng ta không có cái tâm ý xúc não chúng sanh, tổn hại sanh mạng, đau đớn của chúng sanh, thì nghiệp ác của chúng ta không có phát sanh nơi cái sát nghiệp. Chúng ta không tự tay giết, không bảo người giết, không chủ tâm mà kêu gọi cái sanh mạng chúng sanh chết đi để có cái sự hoan hỷ vui mừng. Mà ở đây chúng ta phải làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình. Ngược lại, khi chúng ta làm tròn cái bổn phận trách nhiệm này mà chúng ta trực tiếp nơi bàn tay của mình đẫm máu, sát hại sanh mạng chúng sanh, liền khởi tâm từ bi và cầu nguyện cho nơi thân tâm của chúng sanh được xả báo, an tường nơi cái xác thân này mà tái sanh về cảnh giới an vui. Và hồi hướng đến pháp giới nhân thiên, nơi công đức lợi lạc của nghịch duyên, mang tinh thần Bồ Tát Đạo này để đem đến hạnh phúc một cách mỹ mãn. Trong vai trò vị trí của công việc vừa nêu, chúng ta càng phải có tâm tu gấp bội, tinh thần Bồ Tát Đại Thừa được nâng cao và phải có sự thực hành hàng ngày thì chúng ta mới có được đủ tâm, lực và trí huệ trong cái tình huống này để có một cái sự gọi là hoàn thành trách nhiệm công việc một cách đúng đắn, cũng như là không gây tạo cái nghiệp sát dài lâu cho mình ở đời vị lai. Nếu như chúng ta có đọa địa ngục đi chăng nữa thì cái đọa địa ngục này cũng mau chóng được giải thoát, bởi lẽ nhân quả không hề sai biệt. Hòa thượng cũng từng có dạy,
ví như một người thiện tâm lụm cục lửa than hồng do người ác tâm ném lên mái nhà tranh, thì cả người thiện tâm và người ác tâm đều bị phỏng tay. Bởi cái lửa than hồng tính chất là nóng thì không phân biệt là cái người thiện hay là người ác. Cũng như vậy, dầu chúng ta là Bồ Tát thuận hạnh hay Bồ Tát nghịch hạnh, nhưng chúng ta phạm phải những cái ác nghiệp tổn não chúng sanh thì nhân quả không sai biệt, chúng ta vẫn đọa địa ngục. Nhưng mà cái đọa khổ đó không dài lâu, bởi đọa khổ đó kèm theo trí tuệ và kèm theo tâm nguyện để độ chúng sanh, thì chắc chắn nơi cái chủng tử Phật tánh chúng ta sẽ mau chóng thoát khỏi và giải thoát, và chúng ta hoàn thành được cái sở nguyện ba la mật của mình. Như vậy thì chẳng những là chúng ta thực hành cái tinh thần nghịch hạnh Bồ Tát, mà ngược lại còn là bố thí ba la mật. Bố thí gì vậy? Chính là bố thí thân tâm của mình, không màng đến chuyện đọa khổ địa ngục, để cầu đến lợi ích cho chúng sanh. Đây là điều các vị cần phải lưu tâm. Vì vậy cho nên trên tinh thần của Đại Thừa Bồ Tát thường xét đến tâm ý của mình trong cái việc gọi là tác ý tạo nghiệp, không thể xét nơi cái nghiệp qua hình tướng một cách đơn thuần. Chúng ta không thể thấy rằng phạm vào năm giới thì bảo đó là nghiệp ác, mà giữ tròn năm giới mà bảo đó là việc thiện. Vì theo tinh thần của Đại Thừa còn nói đến tâm cứu độ chúng sanh. Nếu giữ năm giới cho riêng bản thân của mình, giữ năm giới không cầu Bồ Đề tâm giải thoát chứng thành Phật Đạo để độ chúng sanh, thì coi chừng đó cũng là giới cấm thủ. Nhưng nếu như thấy hình tướng là phá giới đó, nhưng tạm thời nghĩ đến lợi ích của chúng sanh mà không màng đến bản thân của mình, thì tuy rằng có đọa địa ngục nhưng mà châu viên Bồ Tát Đạo và giải thoát để viên thành Phật Đạo, vững chắc cái Bồ Đề tâm ba la mật trong luân hồi sanh tử. Đây là điều mà các vị cần phải thấy cái sự cởi mở và tinh thần cấp tiến của Đại Thừa Phật giáo, để cho chúng ta rộng đường trong cái việc ứng dụng và hòa quan đồng trần trong cuộc sống, để thực hành các lời Phật dạy, luôn luôn phát triển và hanh thông xã hội, đem đến an lạc và hạnh phúc cho mọi người. Không có cái sự tu tập để cầu giải thoát cho riêng mình, mà chối từ những cái công việc mang cái tính chất là khó khăn, mà nếu như chúng ta không làm thì người khác làm, thì cũng giống như là mình bắt ép họ phải gánh nghiệp thay cho mình. Vì vậy, trên tinh thần của người Phật tử, bên cạnh việc tu tập và trì giới để giải thoát cho bản thân của mình, còn nâng cao cái tinh thần Bồ Tát Đạo để đem đến hạnh phúc cho mình và cho muôn loài vạn vật chúng sanh, các vị cần quán chiếu và lưu tâm để chúng ta có một cuộc sống châu viên hoàn mãn với tinh thần Bồ Tát Đại Thừa trong chính đường đi lối về hạnh nguyện của người Phật tử tại gia nói riêng, chứ không chỉ nói đến người xuất gia, mà tất cả các người con Phật nói chung cần phải thực hành tâm Đại Thừa Bồ Tát này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.